Mình chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại chợ Tiệm Tôm. Chợ Tiệm Tôm này thuộc xã An Thủy, huyện Ba Tri nha. Thì hôm nay mình sẽ đi khám phá chợ Tiệm Tôm. Hiện tại là hình như là 7 giờ rồi các bạn. Thì hôm nay mình đi chợ hơi trưa nên không biết có gì để khám phá không, có gì để hấp dẫn các bạn không. Thì mời các bạn theo chân mình nha. Bên đây là có một cái hàng mũ. Đấy. Đây có một hàng mũ nha các bạn. Bên đây nãy mình gửi xe bên đây. Mình ở sát bên đây mà mình nhỏ lớn chưa đi chợ này lần nào luôn. Bên đây người ta đang phơi khô. Bên đây là cửa hàng tạp hóa. Sẽ vào bên trong nhà lòng chợ luôn. Bên đây là nhà lòng chợ. Bên đây là mấy bên tay phải nhà lòng chợ, cửa hàng tạp hóa không. Ây da, mình sẽ đi vào trong nha. Bên đây có một chị đang bánh. Rất ngon luôn. Đây có một cô đang bán bắp. Bánh xôi. Cửa hàng được chơi nè. Đây là ở trong nhà lòng chợ nha các bạn. Bánh nhiều quá. Để mình coi có bánh gì hấp dẫn không, mình ăn thử nha. Đây là hàng lao nha các bạn. Tiệm Tôm chia là hai bên, bên kia cũng có luôn, bên tay phải mình cũng có luôn. Đây là hàng thịt, hàng lao. Mình đi xuống dưới mình xem luôn. Đây là hàng thịt. Ở đây đặc biệt là cá tươi luôn. Ở dưới biển người ta ăn. Ở đây là sát biển mà, gần cảng biển. Cá rất tươi luôn, cá biển tươi lắm. Ở đây là biển mà, cảng biển mà. Cá rất là tươi luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên. Mình đi một vòng nhà lòng chợ rồi. Bên ngoài người ta cũng có bán lau cải và cá biển lắc tươi luôn các bạn. Ừ.
Có chỗ xịt kia nè, kêu tí qua nè. Lại đứng đi đâu nha. Mình nó có chỗ người ta đóng dép. Mình đây là bánh xôn nồi chiên dĩa. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn thấy cái cảnh mà hoạt động của cảng cá của tiệm tôm. Cái đó là mình để phần tiếp theo nha. Ở đây thì không có cái bánh nào lạ lạ, sẽ mình thử mà xem. Đây là hàng trái cây. Hết chợ rồi các bạn. Mình đi hết cái chợ Tịnh Tôm ở bạn. Thì bây giờ mình sẽ ăn một tô bún riêu. Thì được một bạn giới thiệu là bún riêu đây cũng rất là ngon. Mình sẽ quay cho bạn xem nha. Chị ấy biết. Ok, mời cả nhà nha. Chết bà rồi. Đó là bà. Bây giờ mình sẽ đi quay hoạt động của cảng cá Ba Ti nha, cảng cá Tiệm Tôm. Rồi ở đây bún riêu rất là ngon. Các bạn có đi là chợ Tiệm Tôm này nhớ ghé ủng hộ cái chị này. Đây. Chỗ cái mỹ phẩm Thanh Thanh gì đó là chị đó bên. Nhớ địa điểm nha, mình sẽ giới thiệu các bạn không có quán nào mà không ngon hết. Ok. Tiền em ơi chị ơi. 25 ngàn. Chị bán mấy giờ tới mấy giờ? Chị như bán hả? Bán thì 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Tới giờ buổi chiều chị có bán không? Không, buổi chiều chị dạ. Tại chợ này chợ nhỏ. Dạ dạ. Ở xã Tân Thủy thì có xã An Thủy chứ. Là có hai chợ nha các bạn. Một chợ Tiệm Tôm và một chợ Bãi Nhau. Giờ
mồ hôi luôn. Chào tạm biệt các bạn nha, xem phần tiếp theo của mình nha, hoạt động của cảnh cá Bạch Tiệm Cơm.